Ok, chim cu gáy hay xin kính chào các bác, và đây là cái thông điệp của cái trang Facebook của kênh chim cu gáy hay. Đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là chim cu gáy hay viết liền, và cái ảnh đại diện của mình là như thế này: website chim cu gáy hay, số điện thoại văn phòng và ảnh bìa, ảnh đại diện. Đó. Đây là các bạn có thể biết, và cái bài đăng của mình gần đây nhất là như thế này. Thì đây là cái nơi mình đang sinh sống. Hôm nay thì mình chia sẻ là có cái clip này. Clip này là con này, con cũng là hàng chim bồi, cũng đã thuần hóa được tương đối rồi. Đấy, thuần được 3 tháng nay rồi. Bộ to đẹp, rất là đẹp luôn, to đẹp, đẹp luôn. Đấy, như các bạn mình gọi là clip này là clip số 66. Đấy, clip số 66 đăng ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đấy, sau cái ngày lễ hiến trương một ngày. Đấy, các bạn nhìn bộ tương tá rất là đẹp. Đấy, nó có cái clip của nó các bạn nhé. Clip của nó đây, rất là đẹp, to đẹp. Các bạn nhìn tương tác rất là hy vọng rằng các bạn mà tiếp tục theo dõi cái kênh chim cu gáy hay, theo dõi cái clip trên cái vào kênh chim cu gáy hay trên YouTube. Yêu sao tuyệt Đó, đánh chim đây là cu, con chim gầy đa bể nước, bộ đời mã du rất của bầm. sáng, Vườn chim cu gáy miền mồm Bắc, rất dài, Vũ Văn mắt Thao, cực tại đại, Ba Vì, Hà Nội. Xin trông kính rất chào đậm. quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, ầm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây tranh tứ quý.